các bạn đã đến với chuyên mục Trường Quay Tim. Và tuần này chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu và tìm hiểu về một cô bạn rất là đặc biệt, nổi lên qua cuộc thi Việt Nam Idol và là một thí sinh được rất là nhiều mọi người quan tâm. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón sự xuất hiện của Hương Giang. Xin chào tất cả các độc giả của Tim Chẳng Như Em. Ngày hôm nay Hương đang rất là vui khi được tham gia vào chương trình Trường Quay Tim. Đây là một chương trình mà đang rất là yêu thích và hy vọng rằng là ngày hôm nay thì chúng ta có thể trò chuyện thoải mái cũng như là Giang có thể chia sẻ được thật nhiều với các độc giả của Tim Chẳng Như Em. Hương Giang này, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại về cuộc sống của Hương Giang. Vậy thì khán giả thường thấy Hương Giang trên sân khấu rất là hào nhoáng. Vậy không biết là ngoài cuộc sống hiện tại của bạn, bạn cảm thấy như thế nào? Thực ra là trên sân khấu thì cảm giác là hào nhoáng như vậy thôi, bởi vì là khi mà tham gia Việt Nam Idol thì đứng đằng sau là một những ekip từ làm tóc, trang phục rồi là trang điểm rất là chuyên nghiệp mà hàng đầu Việt Nam, thì biến cho mỗi thí sinh thế là thoát xác rất là nhiều trên sân khấu. Nhưng thực ra bên ngoài thì Nam cũng rất là giản dị và thích những bộ quần áo trẻ trung nhẹ nhàng. Cũng như là trang mới chuyển vào Sài Gòn thì cái cuộc sống nó mới nó khiến cho mình rất là hào hứng, rất là muốn làm việc, muốn trải nghiệm xem là cái khả năng mà vươn trải ngoài gia đình của mình đến đâu, và Giang vẫn đang rất là thoải mái với cuộc sống của mình. Và có thể thấy là hiện tại thì cuộc sống của bạn đã thay đổi. Vậy thì chúng ta cùng điểm lại cái cuộc sống ngày xưa. Vậy thì không biết ngày xưa khi mà ở ngoài Bắc thì Hương Giang lúc mà thời đi học thì bạn như thế nào? Thời đi học thì Giang cũng giản dị bình thường thôi, là thích những chiếc áo sơ mi, những chiếc quần bó, thỉnh thoảng hiểu hiểu hơn thì thích mặc váy đến trường. Và ngày xưa lúc mà Giang còn học ở trường, đó là ở trường Hà Nội, thì thời gian Giang rảnh rỗi rất là nhiều, và sau giờ học thì cũng đi chơi, đi trà chanh thứ với bạn bè, chứ một cuộc sống rất là bình thường mà không khác gì mọi người cả. Vậy thì sở thích lúc bé của Hương Giang như thế nào, khi mà từ cái thời hồi nhỏ cấp 1, cấp 2 đi thì lúc đó sở thích của bạn đã bắt đầu cảm thấy yêu âm nhạc hay chưa? Từ nhỏ thì Giang cảm thấy rất là thích yêu âm nhạc, và theo lời của mẹ Giang kể thì là Giang còn biết hát và trước cả khi hiểu biết nói. Một cái bài hát đầu tiên mà Giang hát biết hát là bài Trống Vắng. Bài Trống Vắng thì không biết là lúc nhỏ mà cái giọng hồi xưa thì hát bài Trống Vắng như thế nào, bạn có thể diễn tả lại được không? Nói chung là rất là một cái giọng rất là vang, và hồi bé mà thì ai cũng có sở hữu một cái giọng hát trong trẻo và ngây thơ đó. Khi mình hát như vậy thì mọi người rất là khen, rất là thích. Đây là ngày bé Giang cũng là cũng nghĩ là mình hát rất hay. Vậy thì một câu hỏi nữa nhé. Khi mà hồi nhỏ thì không biết là Hương Giang từ khi nào bạn có một cái cảm giác là mình khác so với những cái bạn cùng giới, và có những cái điều mà khác hẳn so với những cái bạn ấy, và khi đó mình tự cảm nhận là mình chưa phải thật sự là con người thật của chính mình. Thực ra từ nhỏ thì lúc đó trong đầu mình cũng nghĩ là mình là một cô gái, rồi mà làm bất kỳ một cái hành động gì hay là chọn nhìn thấy trang phục gì thì mình đều thích những cái gì nó rất là nữ tính. Và mình có hai người chị em họ đó thì đều là con gái, và rất là thích chơi hai người đó. Và từ nhỏ thì mình đã nghĩ là bọn mình giống như là một bộ ba phép thuật vậy. Chưa bao giờ có cảm giác gì khác cả. Nhưng mà sau khi mà mình đi học thì ngồi trong cùng một lớp học mà không phải ở trong môi trường gia đình đấy, thì mình cũng cảm thấy là mình đang có một vấn đề gì đó chẳng hạn. Bởi vì thấy các bạn ở trong cùng một lớp thì các bạn con trai thì là nam tính, nhưng mà mình thì không bao giờ mình nghĩ rằng là mình giống như bạn đó cả. Mình luôn luôn cảm thấy mình giống như một bạn nữ vậy. Và dần dần thì nó cứ lớn dần, và mình ý thức được là mình phải xinh đẹp và phải thay đổi để có một ngoại hình nó giống như